Hoài Linh bình luận hài hước về chiếc cúp của U23 Việt Nam. Danh hài Hoài Linh động viên các cầu thủ U23 Việt Nam siêu duyên dáng với chiếc cúp mà họ nhận được. Mặc dù chỉ về nhì, song đội tuyển U23 Việt Nam được ban tổ chức thi đấu trao thêm cho một giải đầy ý nghĩa Fair Play. Đây là một giải thưởng rất xứng đáng ghi nhận lối chơi đẹp, hết mình và đầy văn minh của các chân sút Việt Nam trên sàn cỏ U23 châu Á. Chiếc cúp cho giải Fair Play là hình trái bóng rất là đẹp. Trên trang cá nhân thì danh hài Hoài Linh đã hài hước bình luận về giải này như sau. Mình đi thi đá banh thì mình nhận giải trái banh chứ nhận giải cái ly làm gì, đâu phải thi uống bia. Đối với danh hài Hoài Linh thì giải thưởng Fair Play dành cho U23 Việt Nam còn đáng quý hơn cả chiếc cúp vô địch. Với việc so sánh thú vị giữa hình ảnh chiếc cúp của Fair Play và chiếc cúp vô địch, Hoài Linh đã ngầm góp phần cổ động tinh thần cho các chân sút nước nhà. Sau lời cổ động tinh thần đầy duyên dáng thì ngôi sao làng hài bày tỏ sự kỳ vọng bứt phá đối với các đối thủ trẻ nước nhà. Tôi tin vào thế hệ tiếp nối này, có một ngày nào đó không xa sẽ làm nên một huyền thoại mang tên là bóng đá Việt Nam. Hoài Linh viết ra những lời này, nam nghệ sĩ còn đáo để nhắn nhủ cộng đồng mạng, đừng ai ném gạch em nhé. Sau giải châu Á thì U23 Việt Nam sẽ đi World Cup 2018. Toàn đội sẽ có mặt tại vòng chung kết Cúp vô địch thế giới 2018 để theo dõi trận chung kết. U23 Việt Nam đã hoàn thành vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 với vị trí là Á quân. Dù không thể là vô địch, nhưng màn trình diễn của các thầy trò ông Park Hang-seo vẫn thuyết phục được người hâm mộ quê nhà. Phần thưởng là những món quà vô cùng đặc biệt. Trong số đó thì nhãn hàng NBK Phú Mỹ đã hứa thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển. Tuy nhiên thì bên cạnh tiền mặt, tập đoàn này cũng hứa sẽ đài thọ toàn bộ nhân viên của ban huấn luyện viên và các cầu thủ tới Nga xem trận chung kết World Cup 2018 diễn ra vào tháng 6 năm nay. Các cầu thủ sẽ có cơ hội được chứng kiến những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất thế giới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho U23 Việt Nam với màn trình diễn xuất sắc vừa qua. Sợ bị cướp anh chồng quốc dân, 9X Hải Phòng cao tay tung bộ ảnh cưới với Bùi Tiến Dũng để bảo vệ chủ quyền gây bão mạng. Chẳng cần thả thính hay mắt cong tranh nhau với hậu cung đông đảo, cô nàng 9X Hải Phòng đã nhanh tay tung ra bộ ảnh cưới với Bùi Tiến Dũng, khiến cho chị em vừa ghen tị lại vừa không nhịn được cười. Sau chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar để giành tấm vé vào trận chung kết, các cầu thủ của đội bóng nước nhà bỗng trở thành ngôi sao sáng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Điển hình là suốt mấy ngày qua trên mạng xã hội, nhìn đâu đâu người ta cũng thấy hình ảnh của những dòng thả thính với các người hùng, nhất là thủ môn xoái ca Bùi Tiến Dũng. Trong số đó thì không thể không kể tới bộ ảnh cưới với chàng thủ thành của cô nàng 9X Bá Đạo. Được biết thì cô nàng khiến chị em mắt ăn mắt ngủ này có tên là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1995 tại Hải Phòng. Vượt lên trên hàng ngàn hậu cung của anh chồng quốc dân, 9X đã cho trình làng bộ ảnh chế hài hước cùng với Bùi Tiến Dũng đi khắp muôn nơi. Ngay sau khi tung ra bộ ảnh cưới với Bùi Tiến Dũng, cô nàng cũng đã khẳng định đây chính là màn đánh dấu chủ quyền khi rất nhiều người mẫu hot girl và dân cư mạng đòi rùng trứng vì thủ môn điển trai này. Tính đến hiện tại, bộ ảnh đã thu về gần 6.000 lượt yêu thích và 2.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Hé lộ về ý tưởng độc lạ của mình, Thùy Trang cho biết. Dù mình không phải là fan hâm mộ của môn thể thao vô này, nhưng với tinh thần dân tộc và hâm mộ cái đẹp, mình đã thực sự bị cuốn hút bởi sức nóng của U23 Việt Nam. Bộ ảnh này mình thực hiện chỉ trong vòng 20 phút để xả stress, đồng thời hưởng ứng cho trận chung kết sắp tới. Tuy vậy thì cô nàng cũng không thể ngờ tác phẩm của mình lại được mọi người đón nhận một cách tích cực đến như vậy. U23 Việt Nam chính thức đăng quang trong lòng người dân Việt. Không còn mỹ từ nào để dành tặng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Lần đầu thi đấu trong môi trường khắc nghiệt trước đối thủ quá mạnh và bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có bàn gỡ hòa và kéo U23 Uzbekistan đến hai hiệp phụ. Trận đấu có vẻ như sẽ bị hoãn khi tuyết rơi dày đặc mặt sân. Tuy nhiên thì đến phút chót, cầu thủ của hai đội vẫn ra sân với một trái bóng màu vàng. Việc thi đấu ở điều kiện thời tiết như thế này thì rõ ràng là một bất lợi quá lớn đối với các cầu thủ Việt Nam. Bởi trong đội hình ra sân có những cầu thủ còn chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Việc thay đổi trọng tài chính của trận đấu cũng khiến cho cổ động viên Việt Nam an tâm hơn phần nào. Bước vào trận đấu thì mặt sân vẫn phủ kín tuyết, nhưng điều này không khiến cho hai đội giảm nhiệt khi bước vào trận đấu. Uzbekistan kiểm soát chiều bóng hơn, nhưng các cầu thủ Việt Nam chúng ta tranh chấp quyết liệt để phản công. Như chưa quen được với mặt sân dày tuyết, các cầu thủ trên sân thường xuyên bị trượt ngã.
Bàn thắng bất ngờ đến sớm với Uzbekistan trong một tình huống cố định. Ở phút thứ 8 của trận đấu, sau pha đá phạt góc, hậu vệ Amumento bay người đánh đầu mở tỷ số cho Uzbekistan. Đây không phải là lần đầu tiên U23 Việt Nam bị dẫn trước ở giải đấu này. Mỗi khi bị dẫn trước thì tinh thần của các cầu thủ Việt Nam chúng ta lại tăng lên. Và ở trận đấu này cũng như vậy, sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn điềm tĩnh và cầm bóng chắc hơn. Tổ chức nhiều pha bóng uy hiếp khung thành đối phương hơn. Việc gây sức ép đã khiến cho các cầu thủ của Uzbekistan không giữ được bình tĩnh và thường xuyên có các pha va chạm dẫn đến phải nhận thẻ vàng. Trên hàng công, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu có đường nét bao nhiêu thì ở chốt thành cuối cùng, thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng thi đấu xuất sắc bấy nhiêu. Trong trận đấu này, Tiến Dũng vẫn có những pha ra vào hợp lý và những pha đổ người không tưởng cứu thua cho U23 Việt Nam. Phút thứ 24, trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu để ban tổ chức cho người vào cào tuyết. Trận đấu bắt đầu ngay sau đó với những pha giằng co của cầu thủ hai đội tuyển ở khu vực giữa sân. Mặc dù dẫn trước nhưng dưới ép của U23 Việt Nam, các cầu thủ Uzbekistan dường như không giữ được bình tĩnh khi có những va phạm lỗi và phản ứng thái quá dẫn đến phải tiếp tục nhận thẻ vàng. Trong một pha phạm lỗi với Công Phượng ở ngoài vùng cấm địa thì U23 Uzbekistan đã phải nhận bàn thua một cách tâm phục khẩu phục. Ở phút 41, Công Phượng đi bóng trước vùng cấm địa và bị phạm lỗi cự ly cách khung thành của đối phương khoảng 20m. Trách nhiệm được trao cho Quang Hải và cái chân trái của cầu thủ này đã vẽ một đường bóng tuyệt đẹp đưa bóng vào góc xa khung thành, không cho thủ thành đối phương một cơ hội cản phá. Bàn gỡ hòa đã mang lại cảm xúc khó tả cho người theo dõi trận đấu. Hiệp 1 của trận đấu có 4 phút đã bù giờ nhưng hai đội đã ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-1. Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu muộn hơn do ban tổ chức phải cào lại tuyết ở mặt sân. Đội U23 Uzbekistan đã cũng phải thay trang phục thi đấu thành màu xanh để dễ quan sát. Trong hiệp 2 này, thì Uzbekistan thay Yasubek bằng Doni Jonon để gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha tấn công của U23 Uzbekistan đều bị chặn đứng bởi thủ thành Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 48, Tiến Dũng đổ người cản phá một cú rút ra của cầu thủ Uzbekistan. Sau khi tuyết được cào đi, mặt sân đọng nước đã khiến trơn trượt và những cú rút ra trở nên rất nguy hiểm. Không chỉ có thủ thành Tiến Dũng mà cặp trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh cũng bọc lót nhau rất tốt trong những pha tấn công của đối phương. Phút thứ 54, thủ môn Tiến Dũng có pha cứu thua xuất sắc khi có pha đổ người nhanh như chớp cản phá cú sút căng và cản thành của Sidikok. Sau pha bóng đó thì thủ thành Tiến Dũng càng thi đấu càng hay khi liên tục ra vào cản phá bóng khiến cho mọi người đều rất yên tâm khi theo dõi trận đấu. Phút 58, Đức Chinh được đưa vào sân thay cho Đức Huy. Việc thay người này cũng thể hiện rõ quyết tâm kết thúc trận đấu trong 90 phút của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bóng được đẩy lên cao. Ở phút 61, Văn Đức đón bóng bật ra từ vòng 16m50 và tung chân dứt điểm ở vị trí trống trải nhưng lại không đạt được sự chính xác. Dưới sân, các cầu thủ U23 Việt Nam càng đá càng thích nghi với mặt sân. Còn trên khán đài, cổ động viên Việt Nam vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình trên khán đài bất chấp thời tiết giá lạnh. Chưa một giây nào trên khán đài của sân Trường Châu im tiếng kèn hay hô hào từ những cổ động viên áo đỏ. Những phút cuối trận thì Uzbekistan dường như bế tắc khi đưa bóng tới trước vòng 16m50 khung thành Việt Nam. Đội bóng áo xanh cũng không dám đẩy quá cao đội hình bởi e ngại những đường phản công của U23 Việt Nam. Bóng chủ yếu được lăn ở giữa khu vực giữa sân. Các cầu thủ tận dụng tất cả những cơ hội sút xa khi có thể. Phút 80, Công Phượng được cho ra nghỉ, vào sân là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Như vậy, trận chung kết lịch sử này đã có sự góp mặt của hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng. Ở trận đấu này, tổ trọng tài bắt rất sát và không bỏ qua bất cứ pha bóng phạm lỗi nào của các cầu thủ trên sân. Phút 82, một pha thoát tim đối với cổ động viên của U23 Việt Nam nhưng may mắn, bóng đã bị tiền đạo đối phương đưa lên vọt xa trước sức ép của cặp trung vệ Việt Nam. Ở tình huống này, bóng được căng ngang từ cánh trái rất khó chịu khiến cho thủ thành Tiến Dũng không thể bắt dính. Bóng bật ra đúng vị trí tiền đạo của Urimbe. Nhưng trước sức ép của hậu vệ U23 Việt Nam, bóng bị vọt sang qua xà ngang khung thành. Những phút cuối, U23 Việt Nam chịu một sức ép kinh khủng khi bóng liên tục được dồn lên. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ đạo các cầu thủ của mình lui về sân để bảo vệ khung thành. Phút 87, Văn Thanh yêu cầu thay bóng thi đấu. Điều này thể hiện các cầu thủ U23 Việt Nam rất tự tin và am hiểu về luật thi đấu quốc tế. Trận đấu đi đến cuối hiệp với sự cẩn trọng của cả hai đội bóng. Hai hiệp đấu chính kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Lần thứ 3 của giải đấu này, U23 Việt Nam kéo các đối thủ mạnh tới hai hiệp phụ. Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, bước vào hiệp đấu này thì U23 Việt Nam gặp sự cố khi trung vệ Tiến Dũng phải ra sân để bác sĩ chăm sóc cho chảy máu miệng nhưng vẫn cố gắng thi đấu. U23 Việt Nam phải thi đấu với 10 người trong sân.
Trong hiệp vụ này thì thủ thành Tiến Dũng vẫn là chốt chặn an toàn cho U23 Việt Nam. Hiệp vụ thứ nhất không có nhiều tình huống nguy hiểm. Bước vào hiệp vụ thứ hai thì dường như cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần nếu như bước vào thi đấu penalty với U23 Việt Nam. Nên đội U23 Uzbekistan đã gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa Văn Đức vào thay cho Hồng Duy. Đây là trận thứ ba các cầu thủ Việt Nam phải đá hiệp 120 phút, nên việc xuống sức là điều không tránh khỏi. Phút thứ 115, Hà Đức Chinh suýt nữa lập công với pha bay người đánh đầu từ đường kiến tạo của Xuân Trường. Bóng đi đập đất và chạch cột dọc góc xa trong gang tắc. Phút 118, Uzbekistan đưa Sidorov vào thay Sirokov. Và chính cầu thủ này đã có bàn thắng ngay sau đó đưa U23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước. Bàn thắng được ghi vào những giây phút cuối cùng của trận đấu. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu ngay sau đó ít phút. Trận đấu kết thúc với những giọt nước mắt của cả các cầu thủ U23 Việt Nam lẫn U23 Uzbekistan. Một trận đấu có quá nhiều cảm xúc. Với kết quả này, U23 Việt Nam chấp nhận nhường cúp vô địch U23 châu Á cho U23 Uzbekistan với tỷ số 1-2.